Hello Clara nhá, vừa mới hoàn thiện xong thì lên video luôn cho anh em. Quay trước xong rồi nói sau các bác này. Anh em nào nếu mà sành dùng bếp từ thì nhìn qua rồi biết được em này các bạn nhá. Cái kiểu bố trí phím này thì chỉ có anh em nhà Hitachi đưa các bác nhá. Cái dòng Hitachi thì bao giờ cũng thiết kế cái phím bấm ở trên để anh em điều khiển hai bếp từ các bạn nhá. Còn cái hồng ngoại thì này sử dụng là hồng và bếp nướng thì ở phía trước này. Đặc thù của cái dòng Hitachi thì nó đều như thế anh em nhé. Lò nướng đây, bên lò nướng này. Quay cho bạn cái model sản phẩm trước để anh em có thể check chắc ở các thông tin trên mạng đều có này. HTB A8W các bạn nhé. Điện nguyên bản 200V, anh em vẫn sử dụng điện 220V OK nhà mình được. Em này là dòng bếp từ âm các bạn nhé, và size mặt kính là size 75, rất là rộng. Bếp từ âm nó chỉ có hai size thôi, một size 60 và size 75. Còn cái kích thước để các bạn cắt gạt thì mình vẫn nhắc lại cho chiều ngang là 55, hoặc bạn cắt phải 55,5 cũng được, và cái chiều sâu này là 45, khoảng 45,5. Bạn cho thêm một tí nữa để nó rộng rãi trong ngón lúc khi bạn cho bếp xuống. Đấy, em này thì mặt kính size 75, tức là cái chiều dài đây 75 các bạn nhé, rất là rộng. Size 60 nó sẽ bé hơn đây. Mặt kính em này còn đẹp khoảng tầm bận này. Đánh giá khách quan cho anh em tầm 85% anh em nhé. Đấy, không quá xuất sắc nhưng mà đối với hàng cũ thì cái này là ok. Còn về liên đại thì anh em thích liên đại thì dòng bếp thì nó lại không ghi ở trên máy. Mình check model và nó dao động dù cái model này các bạn nhé, nó sản xuất trong cái tầm phân khúc tầm năm này thì mình thế thôi, chứ còn nếu mà chi tiết năm nào thì ví dụ con này nó trung bình từ tầm 2007 2010 thì trong cái tầm đấy thôi anh em nhé. Ở đây thì nó nguyên bản nó có hai cái chắn mỡ đó, vì mình đang đặt order thì cái dòng này số con về nó bị không chắn mỡ các bạn nhé. Hai chắn mỡ đây để chắn cái mỡ xuống dưới các bạn nhé. Đây các bạn đừng có bịt kín rồi vì nó phải không khí quán thổi lên. Đấy, hồng ngoại này hai từ đều 3 kg nhá, đun thì quá nhanh rồi. Qua anh em chuyên một chút, tiện cho bạn cách sử dụng luôn dòng này nhé. Đây nút bật nguồn này. Đấy. Nếu bạn không dùng lướng thì các bạn gập này vào, dùng hoàn toàn trên thôi. Đây là hình cho bếp phải và gần đây là bếp trái. Nút khởi động này, ấn lên nút khởi động này này. Thì ở đây nó có 1, 2, 3, 4, tức là 4 cái phím tắt nhanh ấy, tương đương với 4 cường độ khác nhau. Đây là, anh em nhìn này, biểu tượng này, 1 này, 4 này, 7 này, 10 này, còn muốn là tăng thêm chút nữa là 12, là maximum là 3 kg anh em nhé. Anh em dễ hình dung chưa? Ở đây hẹn giờ, tăng giảm. Đấy, ok, tắt hẹn giờ. Đấy, còn ngoài cái chế độ nấu bình thường thì bếp còn thêm một chế độ là chế độ chiên. Rồi, đây cho chiên đây nhé, ta đi này. Các bạn ấm này, cho chiên cho mình. Thì đây là sẽ là 1000 độ C. Thì min là 140 và max 200 độ C. Cái này dành cho em hay sử dụng và dán trên xào đây các bạn nhé. Đấy. Bật đi, rất là nhanh. Còn tắt chế độ đi, bật là tắt đi ra nhé. Đấu bình thường đây. Rất là nhanh. Tăng số 12 bạn xem này. Chỉ một tí sôi rãnh đành này. Đã sửa bòn luôn, rất là nhanh. Với bếp 3 kg thì nếu anh em để mà đun pha một bát mì tôm ấy thì các bạn chưa tắt chưa kịp bóc mì tôm ra để cho bát nước sôi để đảm bảo nha. Bên này cũng vậy thôi, hoàn toàn rất đơn giản. Thấp cao, cao lửa, cao mãi và cao nhất. Đấy, ok anh em nhé, hẹn giờ đây. Sử dụng xong nó nóng cái ngay đèn này, nó báo là chỗ này đang nóng nhiệt. Đấy là cái cảm biến, nó cảnh báo ấy. Các bạn nhìn sôi sôi lổi ống bóng luôn ấy. Thì với hai bếp từ hai bên này 3 kg thì anh em sử dụng qua lò từ anh em nhé. Giờ những lò inox là đa số là đun lò từ hết, một số thỉnh thoảng không đun được anh em nhé. Còn em dùng hồng ngoại thì đây, hồng ngoại là cái vị trí này thì nó cũng phía dưới này các bạn này. Đấy, hồng ngoại mình chỉ luôn đây, ấn đây hồng ngoại này. Thay đổi cường độ ở đây, nhìn chưa, thấp cao trung bình. Thế là xong, bạn chờ một tí nó đỏ ở đây. Này thì bạn đun được tất cả các dòng rồi, rồi gan rồi đun được hết các bạn nhé. Tắt tưởng bật ở đây. Còn cả cái mảng này dành cho chế độ nướng
nó nhiều lưỡng lắm. Bạn chọn đây, hay sao bạn thay đổi cường độ đây, ấn start ngay đây, tương tự các chế độ này, tim lạnh đấy, cả mô nướng các bạn nhé. Đây đang chạy này, tắt ra đây. Đây đơn giản thôi, còn các bạn nếu không dùng đa số gấp vào là xong. Thì với cái thiết kế đằng Hitachi này thì rất hay, là giả sử anh em không muốn cắt cái phần mặt chạm trên ấy và phía dưới này, cái mặt kính trên nhé, mặt chạm với phần cửa mở ra, anh em bỏ cái lò nướng ra không dùng ra, thế là anh em vẫn nó mặt phẳng lý này, các bạn nhìn nó phẳng lý chưa, thì anh em không cần cắt cái mặt chạm anh em nhé. Đấy, quên không báo giá, giá 6 triệu cho anh em. Thời điểm này các sản phẩm đồ gia dụng rất là rẻ, anh em nào có điều kiện lên mua. Cái gôn giáp Tết thì tùy, nó có thể tăng 500 1 triệu một em các bạn nhé. Đấy, nói chung là lại một em xuất sắc nữa. Đấy là. Con này thời điểm trước nó tầm 6 triệu rưỡi các bạn nhé, giờ nó rẻ được một chút rồi. Và cũng tương đối là đẹp các bạn nhé, không quá hoàn hảo nhưng mà đẹp tầm 85%. Đấy. Ok, anh em nào mà cần mà yêu mà cần sản phẩm này thì alo cho mình qua số loại chính 0979665264 nhé. Ok, số của em xin chào toàn thể các quý hàng gần xa.